Cái gì cho ăn này. Mình cũng không biết. Điện thoại quay bà ra để nhà cả nhà cũng xem được. Tối cho nó uy nghi sáng quá. Do ngày mát nhỉ, cũng nóng, mấy độ hòa ở giữa kết nối giữa lưỡi dao với cán dao là cái khâu dao, và trước đây thì nó có thể tháo rời được nhưng bây giờ thì nó không làm được như vậy nữa. Để xem một phanh long đao. Cái phanh long đao. 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 Đao